thắng vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Thanh Hóa. Đó là trận đấu mà đội bóng của Gramos đã vượt qua Hà Nội với tỷ số 4-1. Sẽ là một bài test với huấn luyện viên Petrovic để xem họ sẽ thể hiện ra sao sau quãng nghỉ Covid vừa rồi. Bởi thực tế thì trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trước câu lạc bộ Nam Định đã diễn ra từ thời điểm trước Tết âm lịch. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trận này gồm có thủ môn mang áo số 1 Bùi Tấn Trường, cao thủ số 8 Moses, số 10 Văn Quyết mang đội trưởng, số 13 Văn Kiên. Quả tạt được thiện bởi Xuân Cường. Chúng ta được chứng kiến những cái ôm giữa Xuân Cường cùng với thủ môn Tấn Trường, với Văn Quyết và những cái bắt tay với Bùi Hoàng Việt Anh, những người đều đã được triệu tập trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22. Trong mùa giải năm ngoái thì Xuân Cường là một trong những cầu thủ chạy cánh trái hay nhất của V-League, và một suất lên tuyển là điều mà người ta cho rằng xứng đáng với những gì mà anh đã nỗ lực hướng tới. Số 28 của đội bóng thủ đô là Đỗ Duy Mạnh, số 29 Ngân Văn Đại, số 37 Bruno, số 45 Lê Văn Xuân, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 88 Đỗ Hùng Dũng, số 94 là Giovane. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội là ông Chu Đình Nghiêm. Trong 10 năm qua thì Thanh Hóa chưa từng thắng tại sân vận động Hàng Đẫy. Họ đã từng có những thời điểm nắm được lợi thế tại đây, nhưng cuối cùng thì không thể có được 3 điểm trọn vẹn. Vào thời điểm này thì nhiều người chờ đợi tài điều binh khiển tướng của huấn luyện viên Petrovic có thể giúp cho câu lạc bộ Thanh Hóa xóa đi cái dớp này tại trận đấu ở khuôn khổ vòng đấu thứ 4. Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hà Nội đã phần nào đó hào hứng trở lại và thể hiện được nhiều điều sau sự trở lại của các trụ cột, và một lối chơi được nhiều người nhìn nhận là có sự tiến bộ về nhiều mặt trên sân Lạch Tray. Mặc dù vậy thì vẫn cần phải có được cái nhìn thực tế khi đội hình của Hải Phòng thi đấu với câu lạc bộ Hà Nội trên sân Lạch Tray là một đội hình cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, và đó cũng là một trong những yếu tố đã tạo nên sự thuận lợi dành cho họ. Khá nguy hiểm cơ hội dành cho các cầu thủ Thanh Hóa. Tình huống xử lý vừa rồi là của Trịnh Văn Lợi, người đã ghi bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Nam Định ở vòng đấu thứ 3. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson. Bàn thắng của Trịnh Văn Lợi vào lưới của câu lạc bộ Nam Định là một pha xử lý tốt trước khu vực 16m50 với cú đá kỹ thuật vào góc cao. Đội hình xuất phát của đội khách Đông Á Thanh Hóa ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 25 Nguyễn Thanh Diệp. Đây là Bruno. Văn Quyết. Lợi thế dành cho đội bóng thủ đô. Sút bóng. Không vào. Cơ hội để dứt điểm tiếp theo dành cho Ngân Văn Đại và bàn thắng dành cho đội bóng thủ đô. Tỷ số là 1-0 ở ngay phút thi đấu thứ 4. Niềm vui đã đến từ rất sớm đối với các cổ động viên của sân Hàng Đẫy. Áp lực cực lớn sau hai trận thua đầu tiên của mùa giải năm nay. Và bây giờ trong trận đấu thứ 2 trên sân nhà ở mùa giải này, sân đấu mà ở trận đấu đầu tiên họ để thua trước BKMX Bình Dương, Ngân Văn Đại bàn thắng thứ 2 liên tiếp sau 2 vòng đã đưa đội chủ nhà vươn lên. Đó là bàn thắng thứ 2 của Ngân Văn Đại mùa này sau bàn thắng ấn định tỷ số trên sân vận động Lạch Tray. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Văn Quyết. Phần nào đó thì thủ môn Thanh Diệp đã chơi không chắc chắn. Bóng trôi ra phía trước và Ngân Văn Đại đã không bỏ lỡ cơ hội này để mang về lợi thế dành cho đội chủ nhà. Phản xạ không thực sự chắc chắn của Thanh Diệp. Và tất nhiên thì Ngân Văn Đại sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội ở cự ly quá gần đến như vậy. Hà Nội sẽ chơi hưng phấn hơn. Họ đã bắt đầu giúp cho các khán giả hâm mộ có thể chờ đợi vào một điều gì đó sáng sủa khi vượt qua Hải Phòng. Lê Văn Xuân rất nguy hiểm. Cầu thủ Hà Nội cho rằng sẽ phải có một quả đá phạt 1m dành cho
Nhưng không, trận đấu vẫn được tiếp tục. Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình chỉ cho đội bóng thủ đô được hưởng một quả đá phạt góc. Chỉ trong vòng có ít phút thôi thì Hà Nội đã thể hiện được những pha bóng quen thuộc của họ. Có lẽ là ở tình huống này thì cần phải có penalty dành cho Hà Nội. Quyết định đã được đưa ra và bây giờ sẽ chỉ có quả đá phạt góc mà thôi. Người thực hiện quả đá phạt góc sẽ là Đỗ Hùng Dũng. Tình huống phối hợp không thực sự đúng nhịp. Văn Quyết hết sức mạnh mẽ. Ngân Văn Đại, những phút dồn ép đối thủ được thực hiện bởi đội bóng thủ đô. Họ đang hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số đến từ rất sớm. Đỗ Hùng Dũng vẫn đang là Hùng Dũng. Văn Quyết không được, phạm vi rất đẹp. Thêm một cú sút nữa, vẫn đang là các cầu thủ chủ nhà. Cú sút thứ ba và bây giờ thì tỷ số là 2-0. Và đây là Bruno. Cuối cùng thì Bruno cũng đã làm được điều tương tự giống như người đồng đội mới chuyển tới Hà Nội mùa này, đó là Giovane mở tài khoản bàn thắng tại V-League 2021. Cầu thủ số 37. 2-0. Chỉ trong vòng có 7 phút thi đấu đầu tiên, áp lực dồn dập, hai bàn thắng được ghi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt với đội chủ nhà và không nhiều người nghĩ tới một kết quả chóng bánh đến như thế này. Bruno Cunha, bàn thắng đầu tiên tại V-League 2021. Tấn công dồn dập từ mọi hướng, dứt điểm liên tục. Và bây giờ thì Bruno, sau rất nhiều những sự khát khao đã được thể hiện ở những vòng đấu đầu tiên, cuối cùng cũng đã có thể có được cho mình một pha lập công. Chỉ trong vòng có 7 phút thôi, mọi thứ đã trở nên quá khó khăn với Đông Á Thanh Hóa của huấn luyện viên Petrovic. Người có lẽ là đã dự định để cho đội bóng của mình chơi phòng ngự phản công ở trong trận đấu này. Nhưng với kết quả hiện tại trên sân hàng đẫy thì họ khó có thể duy trì điều đó nếu muốn hướng tới việc có điểm tại đây. Tất cả những tranh cãi về việc câu lạc bộ Hà Nội bị từ chối quả đá phạt 11m sau khi Lê Văn Xuân có tình huống tạt bóng và bóng đã chạm tay của Ewode Epasi đã lùi lại phía sau. Bởi ngay sau đó thì Hà Nội đã quay trở lại tập trung với trận đấu và có được bàn thắng thứ hai. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà họ có sự trở lại của Moses. Nhưng khi mà khu vực phòng ngự vẫn chưa gặp phải nhiều vấn đề thì hàng tấn công đã làm rất tốt công việc của họ. Hai cầu thủ đã lập công cho Hà Nội cho tới thời điểm này là Ngân Văn Đại và Bruno. Cầu thủ còn lại trong đình xuất phát của Thanh Hóa gồm có số 5 Minh Tùng, số 8 Jose Paulo Pinto, số 10 Lê Văn Thắng, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 15 Trịnh Văn Lợi, số 21 Ewonde Pasi, số 34 Doãn Ngọc Tân, số 39 Hoàng Vũ Samson mang băng đội trưởng và số 91 là Gramos Kutai. Huấn luyện trưởng của Thanh Hóa là ông Luo Petrovic. Và vừa rồi thì có thể thấy là ông đã trao đổi với các cộng sự với một thái độ không hài lòng một chút nào khi đội nhà đã để thua chóng vánh hai bàn thua chỉ trong vòng có 7 phút đầu tiên. Phán đoán và xử lý không chắc chắn của thủ môn Thanh Diệp dẫn tới bàn thua đầu tiên. Và cùng với đó là khả năng chống chọi áp lực khi Hà Nội tiếp tục hưng phấn, tấn công từ nhiều hướng và tận dụng tốt cơ hội thứ hai để tạo ra cách biệt hai bàn. Trong trận đấu trên sân vận động Lạch Tray, mấu chốt của hiệp 1 là tình huống đá phạt 11m không thành công của Jimmy Linh. Đó là thời điểm Hải Phòng có thể vươn lên nhưng họ đã không tận dụng được. Sau đó thì khi Hà Nội có được bàn thắng mở tỷ số thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn đối với họ. Kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, dứt điểm nhiều hơn và có được bàn thắng thứ hai do công của Ngân Văn Đại. Có quá nhiều những đường chuyền hỏng của các hậu vệ Thanh Hóa trong những phút vừa qua.
được thi đấu trên sân nhà, và Hà Nội đang tạo ra áp lực cực lớn. Họ pressing ngay từ bên phía phần sân đối phương. Và ở ít phút vừa rồi thì hầu hết chỉ là những đường truyền dài của cầu thủ Thanh Hóa dành cho Hoàng Vũ Samson và những đồng đội. Người vừa đánh chặn cho Hà Nội đó là Moses. Thành Long để thua trước Hà Nội với tỷ số 0-2 từ rất sớm là một bất lợi với bất kỳ một đội bóng nào khi thi đấu không chỉ ở sân hàng đẫy. Ở vòng đấu thứ 3 thì Đông Á Thanh Hóa đã có 3 bàn vào lưới của Nam Định. Nhưng để lặp lại điều tương tự trên sân hàng đẫy ngày hôm nay cần tới sự chính xác gần như là tuyệt đối và sự tỏa sáng của các ngôi sao. Xuân Cường pha bóng vào là của Minh Tùng. Không có gì là khó khăn với thủ môn Bùi Tấn Trường. Bên cạnh các cầu thủ ghi bàn thì Tấn Trường là cái tên đã chơi rất hay trên sân vận động Lạch Tray. Việc thủ môn này đến với câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm ngoái và ngay lập tức lấy được vị trí chính thức từ tay Văn Công và vẫn tạo được niềm tin với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho tới thời điểm hiện tại, có thể coi là một dấu ấn không thể quên trong sự nghiệp vốn đầy thăng trầm. Bóng được mở tới vị trí của Kiều Văn Hề. Kiều Văn Hề là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải V-League 2021, đó là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Một trận đấu mà Hà Nội dẫn trước 1-0 nhưng sau đó đã để cho đối phương lội ngược dòng. Ngày hôm nay thì lần thứ 2 liên tiếp trong trận đấu trên sân nhà ở V-League năm nay, họ dẫn trước đối thủ nhưng cách biệt bây giờ đã là 2 bàn. Kiều Văn Hề. Văn Quyết. Không có gì phải vội vàng. Người vừa phá bóng đó là Ewede Epasi. Trước khi bước vào vòng đấu này thì Thanh Hóa đang có nhiều hơn so với câu lạc bộ Hà Nội một điểm. Họ có một trận thắng và một trận hòa. Trong khi đó thì Hà Nội mới chỉ có một trận thắng duy nhất ở mùa giải này. Trận thắng chỉ đến ở vòng đấu thứ 3 trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng. Những ứng cử viên vô địch vào lúc này nếu nhìn vào bảng xếp hạng có nhiều đội đang nằm ở ngoài top 6. Ở phía dưới từ vị trí thứ 7 cho tới vị trí thứ 14 thì nổi bật lên hai cái tên là Hà Nội, Viettel và phần nào đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía trên thì SHB Đà Nẵng đang là đội bóng có được phong độ ổn định nhất. Họ là đội bóng duy nhất đã toàn thắng cho tới thời điểm hiện tại. Thang Quảng Ninh đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 nhưng họ cũng đã thua 2 trận. Và thất bại gần nhất là thất bại trên sân của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu kết thúc cách đây chừng 30 phút. Hùng Dũng, Văn Quyết. Tốc độ triển khai bóng của cầu thủ Hà Nội lên phía trên là khá nhanh. Đường chuyền của Kiều Văn Hề. Moses. Mười lăm phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua, Hà Nội đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Những người đã lập công cho đội bóng thủ đô lần lượt là Ngân Văn Đại và Bruno. Thời gian là thứ mà Bruno cũng như Giovane cần nhất
để có thể hòa hợp với đội bóng mới, để hòa hợp với lối chơi của đội bóng luôn có thành tích cao ở V-League những năm vừa qua. Một lối chơi kiểm soát và phần nào đó thì cũng khác với cách mà Bruno chơi ở Viettel hay là Giovane chơi ở Sài Gòn. Pha tranh chấp giữa Văn Quyết và Lê Văn Thắng. Ở vòng đấu đầu tiên thì Hà Nội đã trắng tay trên sân Thiên Trường với tỷ số thua 0-3. Trong khi đó thì Đông Á Thanh Hóa cũng để thua trên sân của BKMX Bình Dương. Ở vòng đấu thứ hai, Hà Nội để thua ngược trước BKMX Bình Dương trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 1-2. Đông Á Thanh Hóa có trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Viettel. Và ở vòng 3 thì hai đội cùng thắng. Hà Nội của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vượt qua Hải Phòng. Trong khi đó thì Đông Á Thanh Hóa có thắng lợi trước Nam Định. Nhìn vào bảng xếp hạng của V-League 1 tạm thời cho tới thời điểm này thì nhóm cuối bảng từ các vị trí thứ 11 cho tới 14 đang là những cái tên như Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là đội bóng duy nhất chưa có được một điểm số nào ở giải đấu năm nay. Trong khuôn khổ của vòng đấu thứ tư này thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đón tiếp Hoàng Anh Gia Lai. Minh Tùng. Các trung vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa cần phải cực kỳ cẩn trọng với Bruno. Cách cầu thủ này săn bóng và thể hiện tốc độ tốt của mình ở những phút vừa qua đang tạo ra khá nhiều những sự lúng túng bên phía hàng phòng ngự của đội khách. Và đã có khá nhiều những đường chuyền hỏng. Xuân Cường. Nếu vượt qua Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu này thì câu lạc bộ Hà Nội vượt qua chính đối thủ của mình để vươn lên phía trên của bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ khó có nhiều người có thể nghĩ tới hai bàn thua dành cho Thanh Hóa chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên. Họ đã quá lúng túng trước những áp lực của đội bóng thủ đô đã tạo ra. Đặc biệt là sau khi Ngân Văn Đại ghi bàn, Hà Nội ngay lập tức quay trở lại với trận đấu, ào ạt tấn công. Và cuối cùng thì Bruno đã có cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Lê Phạm Thành Long sẽ có một quả đá phạt trực tiếp, cự ly là tương đối xa. Lỗi thuộc về Văn Quyết. Một mùa giải mà Đông Á Thanh Hóa có khá nhiều những sự thay đổi về mặt thượng tầng. Và họ đưa về một huấn luyện viên lão làng, người được coi là biểu tượng của câu lạc bộ. Cùng với đó là những chế độ chính sách dành cho cầu thủ. Họ có một khởi đầu không đến nỗi tệ. Kể cả trận thua BKMX Bình Dương, một trận đấu mà lối chơi cũng đã được thể hiện rõ nét. Nhưng ngày hôm nay sẽ là bài test lớn nhất, khi mà chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên họ đã để thua tới 2 bàn. Sẽ là quả đá phạt của Paulo Pinto. Cú đá có lực, bóng đi vọt sang ngang. Và vừa rồi được coi là tình huống dứt điểm cầu môn đầu tiên của Đông Á Thanh Hóa ở hiệp đấu này. Bóng vẫn đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Tấn Trường.
Và ngày mai thì Topelec Bình Định sẽ gặp SHB Đà Nẵng. Trận đấu trên sân Quy Nhơn hứa hẹn sẽ hết sức nóng bỏng. Và đó là trận đấu đang tạo ra một cơn sốt vé tại Bình Định vào lúc này. Nam Định sẽ gặp Viettel. Nam Định đang nằm ở nhóm cuối và họ cũng đang kỳ vọng vào sức mạnh của khán giả có thể mang tới trong một trận đấu trên sân nhà, nơi mà họ đã vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0 ở vòng đấu đầu tiên. Mỗi một cặp đấu tại V-League lần này đều tiềm ẩn những yếu tố hấp dẫn đáng để chờ đợi. Đây là huấn luyện viên Petrovic, người vào năm 2017 đã từng phải nếm trái đắng tại sân vận động Hàng Đẫy. Một trận thua khiến cho tham vọng vô địch ở mùa giải năm đó đã bị phủ một đòn đau. Năm nay thì họ tới với sân Hàng Đẫy cũng đầy tự tin. Chỉ tiếc là những khoảnh khắc mất tập trung khiến cho đội bóng này đã phải đón nhận hai bàn thua tính cho tới thời điểm hiện tại. Phối hợp nhỏ rất hay. Người vừa cướp được bóng đó là Jose Paulo Pinto. Văn Quyết. Khi mà Mô Xét trở lại thì ở phía trên Hùng Dũng, Văn Quyết, Ngân Văn Đại quá thoải mái trong việc thể hiện mình. Họ gần như đã được giảm tải tới 40% những công việc cần phải làm, giống như ở hai vòng đấu đầu tiên trong những trận thua. Khu vực hỗ trợ phòng ngự luôn được đảm bảo. Và ở phía trên thì họ thỏa sức thể hiện những kỹ năng trong tấn công. Moses. Văn Xuân. Giovane. Sút bóng. Không vào. Trong số tất cả những trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay, tính cho tới thời điểm này thì đây là trận đấu mà họ tạo ra được nhiều cơ hội nhất từ những pha phối hợp tấn công bắt mắt. Hiệp một mới chỉ diễn ra được một nửa thời gian thôi, nhưng đã có liên tiếp những cơ hội dứt điểm về khung thành đối phương. Họ có hai bàn thắng và hàng loạt những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đây là cú đá của Đỗ Hùng Dũng, một cú đá cận chân nhưng bóng đi căng và xoáy. Cơ hội duy nhất của Đông Á Thanh Hóa cho tới thời điểm này đến từ một tình huống đá phạt trực tiếp. Và đó là cú sút của Paulo Pinto. Xuân Cường. Cho tới thời điểm này thì những đợt tấn công biên của Thanh Hóa chưa đem lại hiệu quả. Moses, tuyến giữa đang được cầu thủ Hà Nội kiểm soát tốt. Việc thiếu vắng Quang Hải trong vòng đấu thứ 3 và vòng đấu thứ 4 đang được khỏa lấp bởi phong độ tốt của Ngân Văn Đại. Nhưng quả thực thì việc nút thắt quan trọng nhất cho sự trở lại phải là ở vị trí của Moses. Dù sao thì trong một tương lai gần, câu lạc bộ Hà Nội cũng cần phải có được những giải pháp sẵn sàng để thay thế. Bởi nếu như giống những năm vừa qua, chỉ thiếu vắng Moses thôi mọi thứ trở nên chuệch choạc thì sẽ rất khó với một đội bóng luôn đặt tham vọng cao ở tất cả các đấu trường. Và ngày mai sẽ diễn ra trận đấu derby giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Trận đấu được diễn ra vào lúc 19:15 và hai cặp đấu còn lại của vòng đấu này sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy. BKMX Bình Dương gặp Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng cũng đã có những nét mới nhưng cũng có khá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện. Điều chung lại là V-League 2021
đang diễn ra hay ngay từ những vòng đấu đầu tiên, khi những cựu viên vô địch đều đã ngã ngựa và nó tạo ra được những sự cân bằng. Cú vào bóng của Bruno Văn Quyết. Văn Kiên. Đó là đường chuyền hướng tới vị trí của Đỗ Hùng Dũng. Những tình huống di chuyển ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương của Đỗ Hùng Dũng luôn là yếu tố sẽ có thể tạo ra được tính bất ngờ. Moses. Hùng Dũng. Tạt của Ngân Văn Đại. Vẫn là cơ hội dành cho câu lạc bộ Hà Nội khi mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thanh Hóa có thể nói là hết sức sơ suất trong khâu kèm người. Họ để cho cầu thủ đối phương có được khả năng nhận bóng trong khu vực 16m50 là tương đối thoải mái. Đây là pha bóng mà Văn Kiên đã ở vào thế việt vị. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Họ đang kiểm soát gần như là mọi thứ trên sân. Có được 2 bàn. Vẫn đang có được những pha bóng tấn công mang đậm dấu ấn của Hà Nội trong những năm vừa qua. Và ở khu vực phòng ngự thì Bùi Hoàng Việt Anh cũng như là Duy Mạnh chưa vấp phải nhiều những áp lực. Hàng tiền vệ của Đồng Á Thanh Hóa bị đẩy lùi về khá sâu bên phía phần sân nhà. Và nó không tạo ra được tính kết nối với Hoàng Vũ Samson, Gramos ở phía trên. Lê Văn Thắng. Tình huống ngăn chặn thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh. Pinto. Chỉ là những tình huống treo bóng bổng vào khu vực 16m50. Ở phương diện này thì Đỗ Duy Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh đều có khả năng kiểm soát tốt tình hình. Sự trở lại của Duy Mạnh trong đỉnh xuất phát lần đầu tiên trên sân Lạch Tray đã được đường tưởng bằng một phong độ có thể nói là chói sáng. Mọi thứ sẽ trở nên cân bằng hơn khi các trụ cột của Hà Nội trở lại. Xuân Cường quá mạnh. Trong ít phút thi đấu vừa qua thì Thanh Hóa chưa thể hiện được bất kỳ điều gì. Sơ sót ở hàng phòng ngự với 2 bàn thua. Phía trên thì hàng công đang thực sự bế tắc. Đường chuyền của Enre Epasi. Và với những đường chuyền ngang như vừa rồi, nếu Hà Nội giành lại quyền kiểm soát thì những đợt phản công nhanh của họ rất có thể sẽ trừng phạt Thanh Hóa bằng những bàn thua tiếp theo. Đây là các cổ động viên của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Như thường lệ thì họ vẫn có mặt khá đông trên sân Hàng Đẫy mỗi khi Thanh Hóa làm khách tại đây. Chỉ có điều là các cổ động viên áo vàng đã phải choáng váng khi đội nhà để thua 2 bàn khá sớm.
đứng trước bóng vẫn sẽ là Paulo Pinto. Cú sút! Đó là lần thứ hai mà José Paulo Pinto dứt điểm từ một quả đá phạt trực tiếp. Cú đá lần này tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ khó để có thể đánh bại được Tấn Trường. Tình huống dứt điểm kỹ thuật bằng lòng trong chân phải của Paulo Pinto, khác với cái cách mà anh đã dứt điểm với lực tốt hơn ở quả đá phạt trước đó, ở một cự ly xa hơn. Nếu nhìn vào chặng đường vừa qua thì có thể thấy là cũng giống như ở mùa giải năm ngoái, những bước xuất phát của các câu lạc bộ đều gặp nhiều vấn đề. Giải đấu cũng đã bị hoãn lại trong một quãng thời gian có thể nói là khá dài. Những đội bóng đang chơi thăng hoa ở hai vòng đấu đầu tiên sau khi không thể thực hiện trận đấu ở vòng đấu thứ 3 và phải chờ đợi tới thời gian đá bù, phần lớn đều đã bị ảnh hưởng. BKMX Bình Dương hay câu lạc bộ Hải Phòng đều đã phải đón nhận thất bại. Những ứng cử viên vô địch chơi chệch choạc ở hai vòng đầu lại có được một lối chơi nhuần nhuyễn và sắc nét hơn. Họ đều đã có được thắng lợi. Đó là ví dụ của câu chuyện thuộc về Hà Nội và Viettel. Paulo Pinto. Trọng tài sẽ phải dành tặng một chiếc thẻ phạt dành cho Ramos bởi lỗi phản ứng. Thẻ vàng. Ramos cần phải bình tĩnh hơn. Anh phản ứng khi trọng tài không thổi phạt với hậu vệ Hà Nội trong pha va chạm với Paulo Pinto. Đó là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay mà trọng tài Hoàng Thanh Bình sử dụng. Ramos. Xét về tổng thể lối chơi chung, Thanh Hóa chưa có được độ nhuần nhuyễn để có thể làm nên chuyện. Hà Nội sau khi dẫn trước hai bàn đang nắm trong tay quá nhiều lợi thế. Họ có quyền điều tiết nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi. Cùng với đó là chờ đợi cầu thủ Thanh Hóa dâng cao để tìm kiếm cho mình những khoảng trống trong những đợt phản công. Mà trong một thế trận như thế này thì Bruno, chân sút vừa mở tài khoản bàn thắng ở V-League năm nay, lại quá ưa thích điều đó. Thành Long. Lê Văn Thắng. Vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Đánh đâu? Không vào! Hoàng Vũ Samson. Một tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Tuấn Trường. Cơ hội thực thủ đầu tiên của Thanh Hóa trong trận đấu này. Một cơ hội mà các cổ động viên Thanh Hóa đã thấy bàn thắng tới với họ rất gần. Người dứt điểm cũng hay và người bắt cũng tài. Đó là một pha bóng đẹp. Vẫn không vào. Và bây
bây giờ thì Thanh Hóa đã có bàn thắng đầu tiên. Trận đấu đang diễn ra rất hay trong 5 phút thi đấu vừa qua. Tấn Trường vừa cứu thua cho câu lạc bộ Hà Nội thì ở quả phạt góc sau đó khung thành của anh đã bị đánh bại lần đầu tiên trong trận đấu này. Mặc dù ở pha bóng vừa rồi thì Tấn Trường cũng đã chơi khá hay, anh đã ngăn cản được cú đá bồi của người đồng đội Hoàng Vũ Samson, nhưng sau đó thì cũng không thể ngăn cản được bàn thua nữa. Đó là một pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà. Ewande Passi dứt điểm rồi cột dọc. Lê Văn Thắng là người dứt điểm thứ hai và Hoàng Vũ Samson là người ghi tên mình lên bảng tỷ số. 3 bàn thắng đã được ghi và vào lúc này thì cách biệt chỉ còn là 1 bàn mà thôi. Một tình huống lập bập. Chúng ta sẽ thấy là Ewande Passi dứt điểm chạm vào người của Lê Văn Thắng, bóng tìm tới cột dọc. Văn Thắng tiếp tục dứt điểm nhưng Tấn Trường vẫn chơi xuất sắc và phải tới tình huống dứt điểm thứ 3 thì thủ môn của đội chủ nhà mới bị đánh bại. Một bàn thắng sẽ giúp cho tinh thần của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trở nên tốt hơn. Họ lé vế hơn so với đội chủ nhà ở những phút đã trôi qua của hiệp 1. Nhanh chóng để thua 2 bàn. Thi đấu tấn công bế tắc nhưng từ một pha bóng cố định thì mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn. Việc có được bàn thắng sẽ giúp kiểm tỏa những cái đầu nóng như của Ramos Kutai, dẫn dễ tới những tình huống phản ứng không cần thiết. Và cùng với đó cũng giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Lubo Petrovic tập trung hơn vào công việc của mình khi hướng tới bàn gỡ. Bóng vừa chạm đầu của Hoàng Vũ Samson. Vẫn còn Ramos. Trên sân thì một cầu thủ Hà Nội đang bị đau. Hàng loạt những tiếng tranh chấp mạnh mẽ. Rõ ràng là bàn thắng của Hoàng Vũ Samson sẽ giúp cho trận đấu ngày hôm nay trở nên nóng bỏng hơn nữa. Sau khi nó đã có đôi chút trùng xuống thì đội bóng thủ đô đang dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Đã có động tác tiểu xảo của Hoàng Vũ Samson, kinh nghiệm của một cầu thủ đã chinh chiến ở V-League trong nhiều năm. Nhìn từ góc quay vừa rồi thì có thể thấy là hậu vệ của Hà Nội sẽ rất đau. Hoàng Vũ Samson đã lặp lại điều tương tự mà anh đã làm được ở mùa giải năm ngoái, ghi bàn vào lưới của đội bóng thủ đô. Đội bóng đã mang lại cho Hoàng Vũ Samson nhiều danh hiệu và thành công trong quá khứ. Anh cũng đã có những tuyên bố về việc đội bóng của mình chắc chắn sẽ hướng tới việc có điểm trên sân hàng đẫy. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là người đã quan sát kỹ và nhận ra được hành vi tiểu xảo của Hoàng Vũ Samson với Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ sẽ là quả đá phạt của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Người đứng vào đó là Paulo Pinto. Thanh Hóa đã có được bàn thắng đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay từ một tình huống cố định. Đó có thể là giải pháp mà họ sẽ hướng tới nhiều hơn nữa. Đây là tình huống phạm lỗi của Doãn Ngọc Tân đối với Văn Quyết. Và
với những tình huống va chạm đầy tiểu xảo như vừa rồi. Nó sẽ rất dễ tới những tình huống phản ứng của cầu thủ cả hai bên. Bắt chính cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở trận đấu này không phải là Thanh Diệp mà là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Vừa rồi là một pha bóng mà Xuân Hoàng đã băng ra không cần thiết. Trong danh sách được ban tổ chức cung cấp thì Thanh Diệp mới là người đứng trong đội hình xuất phát. Nhưng thực tế trên sân thì Trịnh Xuân Hoàng mới là thủ môn được ông Petrovic lựa chọn cho vị trí chính thức trong khung gỗ ở cuộc đối đầu trên sân hàng đẫy. Ở bàn thua đầu tiên thì Xuân Hoàng cũng đã có chút lập bập và nó trao cơ hội cho Ngân Văn Đại để có bàn thắng vào tỷ số. Không được. Quả đá phạt của Văn Quyết là khá tốt. Chỉ tiếc cho Bruno là pha dứt điểm cuối cùng của anh là không như ý muốn. Hiệp 1 của trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy đang bước vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Sau rất nhiều khó khăn thì Thanh Hóa cũng đã có được một bàn gỡ. Và sự căng thẳng là thứ mà cả huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và ông Petrovic đều đang cảm nhận được. Sự già dặn của huấn luyện viên Petrovic, người đã tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ cho câu lạc bộ Thanh Hóa ngay ở giai đoạn đầu tiên mong dẫn dắt và sự kỳ vọng cho lần trở lại này. Cùng với đó là một huấn luyện viên đang phải chịu nhiều áp lực như ông Chu Đình Nghiêm. Kết quả đang là 2-1. Đội chủ nhà dẫn trước nhưng không có gì là đảm bảo. Và bây giờ thì tới lượt Moses phải nhận thẻ phạt. Cầu thủ ngoại binh của cả hai bên đều đã phải nhận thẻ phạt bởi lỗi phản ứng của họ. Thẻ vàng dành cho Moses là bởi lỗi phản ứng, chứ không phải là từ tình huống va chạm của anh với Lê Phạm Thành Long. Đây sẽ là quả đá phạt trực tiếp thứ 3 của Paulo Pinto. Đi rất xa nhanh vẫn quyết định dứt điểm thẳng với khung thành đối phương. Đi bóng khá hay, Doãn Ngọc Tân. Quá đáng tiếc. Tình huống xử lý đầu tiên là hết sức hợp lý. Nhưng ở quả tạt quyết định thì mọi thứ lại diễn ra quá tồi. Giovane. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Khoảng thời gian đã bù giờ ở hiệp đấu này sẽ ảnh hưởng khá nhiều trước những chấn thương của cầu thủ khiến trận đấu bị gián đoạn không ít. Thành Long. Tiền vệ với Moses ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Hà Nội đang vận hành khá tốt những gì mà họ chuẩn bị trong những năm vừa qua. Rất nguy hiểm. Người đã phá bóng là Duy Mạnh. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Thời gian đá bù giờ dành cho hiệp này sẽ là 2 phút.
Văn Quyết nỗ lực, bóng đã không tới được vị trí của Bruno. Phản công dành cho đội bóng thủ đô, người vừa cướp bóng đó là Lê Văn Xuân. Giovane, nhịp chạm đầu tiên của Giovane đã đưa anh vào thế bất lợi. Đúng là cả Giovane và Bruno vẫn còn cần thêm thời gian nếu như người ta chờ đợi vào một màn trình diễn tốt nhất của hai cầu thủ này. Bởi bên cạnh những kỹ năng cá nhân thì việc có thể hòa hợp được với lối chơi chung của toàn đội bóng mới là một yếu tố quan trọng nhất. Còn nhiều thời gian nữa cho hiệp đấu này. Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Hà Nội. 7 phút đầu tiên cho hai bàn thắng của đội chủ nhà. Và bàn thắng rút ngắn tỷ số của Hoàng Vũ Sam Sơn làm sống lại hy vọng cho Đông Á Thanh Hóa. Thời gian phía trước còn cả một hiệp đấu nữa. Kết thúc hiệp 1. Vậy là hiệp 1 tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Sự khởi đầu dồn dập ao ạt đã giúp thưa quý vị, nhanh chóng có được hiện nay, hai pha lập công. Tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Các cầu tuy thủ nhiên, Ngân Văn Đại và nguy Bruno cơ ảnh hưởng của dịch vẫn còn tiềm ẩn. Sau do vậy, khó khăn, ban tổ chức đề nghị toàn thể quý vị khán giả, Thanh Hóa của viên Petrovic luôn nâng cao ý thức bảo vệ được một phóng lộn xộn để có gia được bàn gỡ. Cộng đồng xã hội. Cách biệt bây giờ chỉ là một bàn và sẽ còn nhiều điều để chúng ta có thể chờ đợi ở phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp 2. Chung tay phòng chống cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cộng đồng chung tay vượt qua Covid. Trân trọng cảm ơn. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app On Sport TV. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hoàng Đẫy để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải vòng 1 LS League 2021. Sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Petrovic đã quyết định rút ra khỏi sân tiền vệ Gramos Kutay, người đã ghi hai bàn vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội, một này trong máu của câu lạc bộ Nam Định. Trong hiệp 1, Gramos Kutay đã phải nhận một thẻ vàng và đã có nhiều thời điểm không còn giữ được sự bình tĩnh và có những pháo phản ứng. Đó sẽ là một điều tối kỵ với việc Đông Á Thanh Hóa đang bị đối phương dẫn trước và cần phải tập trung hơn trong việc nỗ lực hướng tới bàn thắng sau bằng tỷ số. Hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía cầu thủ chủ nhà Hà Nội. Trong 7 phút đầu tiên thì họ có hai bàn thắng, pha lập công của Ngân Văn Đại và Bruno giúp cho câu lạc bộ Hà Nội nắm trong tay mọi lợi thế. Nhưng từ một quả đá phạt góc, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa tận dụng đứng lộn xộn đã có được bàn gỡ với pha lập công của Hoàng Vũ Sam Sơn, cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình. Đây là một trong hai trận đấu diễn ra trong ngày thi đấu hôm nay tại vòng đấu thứ tư. Ở trận đấu đầu tiên thì Sông Lam Nghệ An đã có 3 điểm trọn vẹn khi vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Người ghi bàn là Bruno Henrique. Kết quả của trận đấu trên sân Vinh đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được điểm số thứ tư ở mùa giải năm nay. Và đó cũng là thắng lợi đầu tiên của họ mùa này. Và ngày mai sẽ diễn ra các cặp đấu giữa Topelem Bình Định gặp SHB Đà Nẵng, Nam Định gặp Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn. Bruno Giovane.
lại thêm một tuần lễ mà các cầu thủ Hà Nội không có được sự phục vụ của Quang Hải. Nhưng sự trở lại của Moses đã đem lại điểm khác biệt lớn, giúp cho mọi thứ cân bằng hơn với đội bóng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Họ vừa giành thắng lợi trên sân Lạch Tray của Hải Phòng và đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Với vị thế của một đội bóng ứng cử viên vô địch thì vào lúc này các học trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không còn đường lui. Thực tế của màn trình diễn trong hai vòng đấu gần nhất cho thấy là quãng nghỉ Covid cũng đã tự nhiên mang lại những điểm thuận lợi cho câu lạc bộ Hà Nội, và một loạt những đội bóng bị ảnh hưởng bởi chấn thương của cầu thủ trụ cột, họ có thêm nhiều thời gian để hồi phục. Bên phía Hà Nội thì Duy Mạnh đã trở lại mạnh mẽ, và ở bên phía Viettel là trường hợp của Quế Ngọc Hải. Cả hai đội bóng này đều đã có được 3 điểm ở vòng 3. Họ cần có thêm được những trận đấu như vậy nữa để tiến chắc hơn vào top 6. Trên bảng xếp hạng vào lúc này thì SHB Đà Nẵng là đội bóng duy nhất đã có được 9 điểm trọn vẹn sau 3 vòng đầu tiên. Những câu lạc bộ còn lại như BKMX Bình Dương và Hải Phòng thì đều đã để thua ở vòng đấu thứ 3. Ewode Giovane. Giovane ở trong trận đấu ngày hôm nay lại chơi khá nhạt nhòa. Anh chưa tạo ra được sự kết nối tốt về mặt nhịp độ trong những pha phối hợp của đội chủ nhà. Văn Quyết cánh phải thì Nguyễn Văn Đại đang lên khá nhanh. Hùng Dũng Văn Quyết không có ai hỗ trợ. Pha thoát xuống của Đỗ Hùng Dũng. Khá nguy hiểm. Tình huống cản phá thuộc về Eude Epasi. Hùng Dũng sau chấn thương ở trận đấu trên sân Thiên Trường đã có thể trở lại từ vòng đấu thứ 3. Và trong quãng nghỉ vừa rồi thì thời gian là đủ để Hùng Dũng trở lại với cảm giác bóng tốt nhất của anh. Ta sẽ cùng chờ xem những tính toán của huấn luyện viên Petrovic sẽ là như thế nào cho hiệp 2 này. Cách biệt chỉ là một bàn. Đây là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, người được lựa chọn phút chót sau khi thủ môn Tịnh Diệp gặp chấn thương trong quãng thời gian khởi động. Bàn thua đầu tiên có lỗi khá lớn của thủ môn này. Pinto. Xuân Cường. Đường chuyền của Lê Phạm Thành Long. Đó là đường chuyền ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương, và người đã băng vào là Lê Văn Thắng. Hai trận đấu muộn nhất của vòng đấu này sẽ là các cặp đấu giữa BKMX Bình Dương gặp Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hoàng Anh Gia Lai. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày thứ 7. Trận đấu này thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sử dụng đỉnh xuất phát đã được lựa chọn trên sân vận động Lạch Tray. Mọi thứ diễn ra tốt với câu lạc bộ Hà Nội cho tới khi họ để lọt lưới bàn thua đầu tiên ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi.
Moses. Với một kết quả như thế này thì không có gì là đảm bảo cho việc Hà Nội đang hướng tới trận thắng thứ hai liên tiếp, điều rất quan trọng với họ. Thời gian phía trước vẫn còn nhiều. Trong hiệp 2 thì sau khi Ramos Kuta phải rời sân thì người được lựa chọn thay thế là Văn Vinh. Trong quá khứ thì huấn luyện viên Lubo Petrovic là người đã từng phát hiện ra những cầu thủ trẻ có tiềm năng trong là Thanh Hóa. Trọng Hùng là một ví dụ. Bóng này Trọng Hùng vẫn chưa thể thi đấu bởi chấn thương dai dẳng. Văn Vinh cầu thủ mới vào sân ở hiệp đấu thứ hai này, năm nay mới 21 tuổi. Đứng trước quả đá phạt đang là Lê Phạm Thành Long. Nguy hiểm. Một chút nữa thôi là Thanh Hóa đã có bàn thắng san bằng tỷ số với pha bóng vào của Văn Vinh. Đó chính là cầu thủ được huấn luyện viên Petrovic lựa chọn để thay thế cho Gramos. Nỗ lực giữ điểm và trái bóng chỉ đi chệch con dọc một chút. Phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số trên sân cho tới thời điểm hiện tại vẫn đang là 2-1. Cách biệt một bàn mong manh. Một trận đấu mà trong từng pha tranh chấp các cầu thủ có khá nhiều những động tác tiểu xảo với nhau. Hoàng Vũ Samson với tình huống kê cùi chỏ dành cho Bùi Hoàng Việt Anh, vừa rồi là Bruno dành cho Doãn Ngọc Tân. Moses. Sự trở lại của Moses là quá quan trọng cho toàn bộ hệ thống thi đấu của câu lạc bộ Hà Nội. Pinto. Tỷ lệ kiểm soát bóng được cải thiện rõ rệt khi Thanh Hóa đã bắt đầu chơi mạo hiểm hơn. Pha bóng của Ewode. Văn Quyết hơi mạnh một chút. Cánh trái là Lê Văn Xuân. Những bàn thắng vào lưới của Hải Phòng đều xuất phát từ hướng tấn công có sự góp mặt của Lê Văn Xuân. Trận giằng co trên sân hàng đẫy ở những phút vừa qua của hiệp 2. Giovane. Bóng không tới được vị trí của Bruno. Những đường chuyền dài liên tiếp được thực hiện ở những phút vừa qua và nó đang tạo ra bài test thực sự với các trung vệ của cả hai bên. Không có lỗi. Cơ hội phản công dành cho Hà Nội. Văn Quyết. Ngân Văn Đại. Không được. Bóng đi quá sâu.
và thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đã có thể làm chủ tình hình. Hồng Dũng, cao thủ ở khung giữa sân, có lẽ cần phải xử lý nhanh hơn. Giovane, chân trái đã bị đối phương bắt bài. Cầu thủ ngoại binh được coi là xuất sắc nhất của V-League 2020 vẫn chưa thể hiện được những gì tốt nhất của anh. Có lẽ là phần nào đó là khả năng hòa nhập với lối chơi chung của Hà Nội mới là vấn đề chính. Đây là pha phạm lỗi của Duy Mạnh với Hoàng Vũ Sam Sơn. Và bóng anh cố gắng ngăn cản đối phương thực hiện một quả đá phạt nhanh. Màn trình diễn của Duy Mạnh cho tới thời điểm này được đánh giá là tốt trong vòng 3 và vòng 4. Mất hơn 1 năm để Duy Mạnh có trận đấu quay trở lại với V-League. Đó lại là thời điểm mà Hà Nội đang vắng quá nhiều những cột ở hàng phòng ngự. Không hiểu ý. Vừa rồi là pha bóng phối hợp giữa Văn Quyết và Bruno. Petrovic. Đó là điều chúng ta vẫn thường thấy ở huấn luyện viên này khi chứng kiến những quyết định của trọng tài mà huấn luyện viên Petrovic cho rằng là bất lợi với đội bóng của ông. Mười lăm phút thi đấu của hiệp hai đã trôi qua, Hà Nội đang dẫn trước Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Trong những phút vừa qua của hiệp đấu này thì đã không có được nhiều cơ hội. Tình huống nguy hiểm nhất thuộc về pha bằng vào và dứt điểm của Văn Vinh. Cầu thủ đã được tung vào sân thay người trong hiệp 2 của đội khách. Bàn thắng đầu tiên của Hà Nội ở mùa giải này đến từ một tình huống cố định. Quả đá phạt góc mà sau đó Giovane đã ghi bàn. Điện của đá phạt góc là Văn Quyết. Rất nguy hiểm, không vào. Đó là điều mà Ngân Văn Đại vẫn thường thực hiện. Anh di chuyển về phía cột gần và đón quả đá phạt góc của người đồng đội. Và đó cũng chính là cự ly mà Ngân Văn Đại đã ghi bàn vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai cách đây 2 năm. Đó chính xác là một kịch bản tương tự với bàn thắng của Ngân Văn Đại vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2018. Giovane tranh chấp hết sức quyết liệt. Lê Văn Thắng. Hùng Dũng. Văn Kiên.
Bruno. Lần này thì tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Và bây giờ là cơ hội cho một đợt lên bóng nhanh của cầu thủ Thanh Hóa Xuân Cường. Tốc độ. Phía trên là Hoàng Vũ Samson. Chỉ có một mình Hoàng Vũ Samson và phương án này không khó để các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội có thể nắm bắt được. Rudo! Bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ chủ nhà. Bruno đã có được cú đúp ở trong trận đấu này và nó giúp cho cách biệt hai bàn được tái lập trên sân vận động Hàng Đẫy. Tỷ số của trận đấu hiện nay. Tỷ số là 3-1. 3-1 nghiêng về phía câu lạc bộ đá Hà Nội. 4 bàn thắng đã được ghi trên sân Hàng Đẫy, 3 trong số đó thuộc về đội bóng thủ đô. Và Bruno đã có được cho mình một cú đúp. Quả tạt đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa và kể cả thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Đó là cú sút bóng của Văn Kiên. Phán đoán về điểm rơi không thực sự tốt của Xuân Hoàng. Một lần nữa khiến cho khung thành của đội khách phải đón nhận thất bại. Bruno với một sức dướn rất tốt băng vào giống cái cách mà anh đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn trong vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2 mùa giải năm ngoái. Bàn thắng quyết định giúp cho câu lạc bộ Viettel có được chức vô địch. Sau những giằng co ở gần 20 phút đã trôi qua của hiệp 2 thì bây giờ nút thắt đã được cởi bỏ. Khoảnh khắc mà Văn Kiên và Bruno đã tìm thấy nhau với một tình huống ghi bàn tương đối đơn giản. Hiệp 2 sẽ còn 25 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Thành tích của Thanh Hóa khi bước vào vòng đấu này là 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Trong khi Hà Nội mới chỉ có được 1 trận thắng duy nhất ở vòng đấu thứ 3. 2 vòng đấu đầu tiên đều là những thất bại. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu thứ 300 của câu lạc bộ Hà Nội tại đấu trường V-League. Trước đó họ đã có 164 trận thắng và tính cả 3 bàn thắng ở trong trận đấu này thì bóng thủ đô đã sở hữu 610 bàn thắng tại đấu trường V-League. Trong suốt những năm vừa qua thì họ luôn luôn là đội bóng có được thành tích và nằm trong top của những câu lạc bộ hàng đầu, đội bóng vô địch nhiều nhất tại V-League. Nhưng năm nay đang bắt đầu với một thử thách lớn với những trận thua ở 2 vòng đấu đầu tiên. Bây giờ vẫn là nỗi lo với chấn thương của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, những người chưa thể sẵn sàng. Trong đó phức tạp nhất là chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Kiều Văn Hề qua người. Hướng đẩy bóng của Kiều Văn Hề là hơi dài. Khi mà Bruno đã lập công thì đây là thời điểm mà Kiều Văn Hề khát khao hơn bao giờ hết để có thể cân bằng được thành tích của người đồng đội. Anh là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League năm nay nhưng đã im tiếng ở vòng đấu thứ 3. Kiều Văn Hề không được. Đây là Văn Quyết. Bóng vẫn trong cuộc.
Lê Văn Xuân, quả tạt khá dẻo. Cơi! Có thể nói là khả năng chọn vị trí và điểm rơi trong những tổ bóng bổng của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng là tương đối lúng túng. Chấn thương trong quãng thời gian khởi động cho trận đấu ngày hôm nay của Thanh Diệp đã để lại nhiều hệ lụy. Cho tới hôm nay thì Thanh Hóa đã phải đón nhận 3 bàn thua. Ngọc Tân hết sức bình tĩnh với chiều cao của mình thì Tấn Trường làm chủ mọi thứ khá tốt trong khu vực 16m50. Ở vòng đấu thứ 3 thì anh chính là người đã cứu thua cho câu lạc bộ Hà Nội từ quả đá phạt 11m của Jeremy Linh và sau đó tạo ra tiền đề cho thắng lợi 2-0. Trận đấu ngày hôm nay trong hiệp 1, Tấn Trường cũng đã có những tình huống cứu thua tốt. Kết quả này đang giúp cho câu lạc bộ Hà Nội hướng tới trận thắng thứ hai liên tiếp của họ. Cú chọc bóng của Văn Quyết. Đánh đâu! Không vào! Phút 70 và thêm một cơ hội nữa dành cho đội bóng thủ đô. Họ cũng đã thoải mái hơn khi cách biệt hai bàn được tái lập. Người đang vào và dứt điểm là Bùi Hoàng Việt Anh. Hậu vệ ghi bàn nhiều nhất cho Hà Nội ở mùa giải năm ngoái. Nếu như giành được thắng lợi ở trong trận đấu này thì câu lạc bộ Hà Nội có thể vươn lên vị trí thứ 7. Và xử lý không tốt của Xuân Cường. Ngân Văn Đại. Văn Kiên. Đây là Kiều Văn Hê. Phạt góc. Số bàn thắng bại của câu lạc bộ Hà Nội ở tỷ số 3-1 này trên bảng xếp hạng, họ ghi được 6 bàn và để lọt lưới 6 bàn thua qua 4 lượt trận. Kết quả có thể đưa câu lạc bộ Hà Nội lên vị trí thứ 5, tạm thời là như vậy. Quả đá phạt góc của Văn Quyết. Cho dù hàng loạt các đối thủ của Hà Nội sẽ thi đấu trong ngày thứ 6 và thứ 7 thì việc có thể duy trì được kết quả hiện tại và có được thắng lợi thứ hai liên tiếp cũng sẽ là một bước tiền đề tốt. Và ngày mai V-League 1 2021 sẽ có 3 cặp đấu: Topland Bình Định gặp SHB Đà Nẵng, Nam Định gặp Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn. Ngày thứ 7 sẽ diễn ra 2 cặp đấu còn lại: BKMX Bình Dương gặp Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hoàng Anh Gia Lai. Với pha phạm lỗi của mình thì Hùng Dũng vừa rồi cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Hùng Dũng. Kiều Văn Hề. Lê Văn Thắng. Chậm mất rồi.
trên băng ghế dự bị. Câu lạc bộ Hà Nội có Thành Lương, Đức Huy, Thành Trung, Đậu Văn Toàn. Cầu thủ số 16 Nguyễn Thành Trung vào sân. Như vậy Thành Trung sẽ được sử dụng để thay thế cho Bruno. Ngân Văn Đại cũng sẽ rời sân để nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý. Như vậy là từ đội hình xuất phát cho tới những phương án thay người đầu tiên thì mọi thứ giống hệt với những gì mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã thực hiện trên sân vận động Lạch Tray. Trong hiệp 2 thì các cầu thủ Hà Nội cũng đã có được sự thay đổi với sự xuất hiện của Thành Trung và Trương Văn Thái Quý. Moses. Bên phía Thanh Hóa sẽ có sự thay đổi người. Quốc Phương được đưa vào sân thay thế cho Doãn Ngọc Tân. Thanh Hóa sẽ chuyển sang chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1. Vị trí cao nhất trên hàng công thuộc về Hoàng Vũ Samson và phía sau anh có 3 tiền vệ là Quốc Phương, là Văn Vinh cùng với người có thể hỗ trợ Minh Tùng. Xuân Cường. Phút thứ 76. Kiều Văn Hề. Tốc độ. Những nhịp chạm bóng cuối cùng của Kiều Văn Hề để có thể đưa mình vào tư thế dứt điểm trong trận đấu ngày hôm nay đều không thực sự tốt. Đó đều là những tình huống để bóng hơi dài. Thái Quý. Sau khi lập cú đúp, Bruno đã rời sân. Những quả tạt như vừa rồi sẽ không phải là một giải pháp có thể mang lại độ sát thương cao. Văn Vinh. Không thể làm khó Tấn Trường với những tình huống như vậy. Pinto là người đã để mất bóng. Văn Quyết. Không được. Ông Perovic rõ ràng không thể hài lòng với cái cách mà Pinto giữ bóng và để mất quyền kiểm soát một cách bất cẩn như vậy ở trước khu vực 16m50. Giống như ở trận đấu trên sân vận động Lạch Tray, Thành Trung được đưa vào sân và chơi trong vai trò của một trung phong.
Đây là một giải pháp không lạ lẫm gì nữa. Đó có thể là sự thử nghiệm trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Bởi thông thường khi Hà Nội có đầy đủ quân số, Thành Trung chỉ được đẩy lên đá tiền đạo trong hoàn cảnh mà Hà Nội buộc phải tìm kiếm bàn gỡ. Và khi không thể phối hợp đơn giản như thường lệ thì họ sẽ phải sử dụng nhiều những đường bóng bổng. Và cơ đội bóng đó là Quốc Phương, Thành Long. Sẽ có thêm một sự tăng cường nữa cho hàng công đối với đội khách. Người đang chuẩn bị được sử dụng đó là Hoàng Đình Tùng. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có sự đổi cầu thủ. Cầu thủ số 22 Nguyễn Văn Vinh rời sân. Cầu thủ số 2 Hoàng Đình Tùng vào sân. Phút thứ 80 và tỷ số đang là 3-1. Trong hiệp 2 thì bàn thắng duy nhất đã được ghi thuộc về pha lập công của Bruno. Tiền đạo mang áo số 37 của câu lạc bộ Hà Nội đã có được một cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Rất hay, Hà Nội phản công, Hùng Dũng. Khoảng trống dành cho Kiều Văn Hề. Vẫn đang là Kiều Văn Hề, anh đang rất khát khao ghi bàn. Thành Trung. Đợt tấn công kết thúc. Đúng là Kiều Văn Hề đang gặp một chút vấn đề trong tâm lý muốn thể hiện mình, đặc biệt khi người đã cặp với anh là Bruno đã có được một cú đúp trong trận đấu này. Dù đã giá nhất của Hà Nội vẫn chưa có được một màn trình diễn như mong muốn. Không có lỗi về vị. Hùng Dũng hơi sâu một chút. Và Văn Quyết thì cũng đã việt vị. Ở vòng đấu tiếp theo, Hà Nội sẽ tới làm khách trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng sẽ có một trận đấu trên sân khách nữa. Họ sẽ phải làm khách trên sân của Than Quảng Ninh, đội bóng vừa để thua ở vòng đấu thứ tư này. Cuộc chạy đua tại V-League ở mùa giải năm nay thì ở mỗi vòng đấu đều đem lại cho chúng ta cảm giác chờ đợi vào những trận cầu mang tính công hiến, những trận cầu mang nền tảng chiến thuật cao. Và quan trọng hơn hết là tính cạnh tranh giữa các đội bóng cũng sẽ giúp phần cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. Những ứng cử viên đều đã ngã ngựa và bây giờ thì họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Trong đó thì những kẻ thách thức cũng muốn thể hiện mình tốt hơn.
rồi là pha xử lý không tốt thuộc về Trịnh Văn Lợi, người cũng đã có một bàn ở V-League năm nay, đó là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Nam Định. Giovane vẫn là Giovane, và đó sẽ là một cú sút chắc chắn rồi. Tâm lý muốn thể hiện mình của Giovane thể hiện rất rõ trong những phút thi đấu vừa qua. Đức Huy và Thành Lương sẽ được tung vào sân ở những phút cuối trận. Thành Lương được đưa vào sân thay thế cho Giovane. Cầu thủ số 15 Phạm Đức Huy vào sân. Đức Huy vào sân thay thế cho Hồng Dũng. Phút thứ 85. Người thực hiện quả đá phạt góc là Văn Quyết. Lời qua tiếng lại giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Eude Pasi. Đây là pha bóng mà trọng tài đã thổi phạt với cầu thủ của Hà Nội. Với kết quả 3-1, Hà Nội sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 5 trước khi các trận đấu còn lại diễn ra vào ngày thứ 6 và thứ 7. Đây sẽ là trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ và là trận thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Hà Nội đã để thua trước BKMX Bình Dương. Chọc khe, lỗi việt vị của Thành Trung. Thời gian không còn nhiều nữa. Trong hai trận đấu gần nhất, Thành Trung đều được sử dụng ở hiệp 2 trong vai trò của một tiền đạo. Quốc Phương. Như vậy là trên bảng xếp hạng của V-League 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng duy nhất chưa có một điểm số nào sau 3 trận toàn thua. Ngày hôm nay thì Sông Lam Nghệ An đã có thắng lợi đầu tiên ở giải đấu năm 2021. Ngày mai sẽ diễn ra 3 cặp đấu. Topelan Bình Định đón tiếp đội đầu bảng SHB Đà Nẵng, Nam Định gặp Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn. BKMX Bình Dương sẽ gặp Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp Hoàng Gia Lai trong các trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7.
Thành Lương, Văn Xuân. Cơ hội của Thanh Hóa đang dần khép lại. Rất khó để cho đội bóng của huấn luyện viên Petrovic có được điểm ở trận đấu này, khi mà cách biệt hai bàn được tái lập. Điều đó đồng nghĩa với việc là Hà Nội đã tiến gần tới trận thắng thứ hai liên tiếp hơn bao giờ hết. Cú chơi bóng của Phạm Thành Lương, và đó là pha bóng đầu tiên mà người ta thấy Thành Trung có thể chứng tỏ được giá trị của anh khi chơi ở vị trí tiền đạo. Quả tạt có độ xoáy đủ để Thành Trung băng vào và dứt điểm, tạo ra một cơ hội nguy hiểm. Và cuối tuần này thì giải hạng nhất quốc gia cũng sẽ khởi tranh, 13 đội bóng sẽ tạo ra sức cạnh tranh để hướng tới 1,5 suất lên hạng. Và bên cạnh những diễn biến của V-League 1 thì hàng loạt các trận đấu tại giải hạng nhất quốc gia cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trên các kênh sóng của VTV Cup. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Moses. Thời gian đã bù giờ dành cho hiệp 2 sẽ là 3 phút. Không đủ để Đồng Hà Thanh Hóa hướng tới việc có điểm. Hoàng Đình Tùng. Pinto. Khá hay, Đình Tùng. Bàn thắng thứ hai dành cho Thanh Hóa, và 2 phút bù giờ cuối cùng sẽ trở nên nóng bỏng hơn. Đó là một bóng đập nhà rất hay khi mà cơ hội đang dần khép lại. Khi trọng tài vừa giơ biển báo hiệu bù giờ 3 phút, Hoàng Đình Tùng, sự thay đổi người của huấn luyện viên Petrovic đang làm sống lại hy vọng hơn bao giờ hết, mặc dù nó là hết sức nhỏ nhoi với quãng thời gian còn lại. Cú đá không mạnh nhưng hiểm, đủ để đánh bại thủ môn Tấn Trường. Đó là bàn thắng thứ 5 trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay. Một pha phối hợp tốt giữa Đình Tùng và Jose Pinto từ khu vực giữa sân. Không chế bóng và dứt điểm cận chân, bóng đi vào góc xa. Khu vực khán đài của các cổ động viên Thanh Hóa đã khá yên ắng, nhưng họ đang có được một chút động lực cho những phút còn lại từ bàn thắng của Hoàng Đình Tùng. Văn Quyết. Người vừa phạm lỗi là Quốc Phương. Lê Văn Thắng rời sân nhường chỗ cho Hữu Dũng. Và Lê Xuân Hùng cũng đã xuất hiện. Xuân Hùng vào sân thay thế cho Paulo Pinto. Bên phía Hà Nội cũng có sự thay đổi người chiến thuật. Nguyễn Văn Dũng vào sân. Văn Kiên rời sân. Trọng tài yêu cầu Văn Kiên phải rời sân ở khu gần đường biên nhất, thay vì quay trở lại khu vực của trọng tài thứ tư. Vào sân thay thế sẽ là Văn Dũng.
Hoàng Vũ Sam Sơn đối mặt cùng Bùi Hoàng Việt Anh. Đây đã là những phút đá bù giờ cuối cùng. Hoàng Vũ Sam Sơn đã có lỗi. Và có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Văn Sơn chuyển sang thi đấu ở bên phía hành lang cánh phải sau khi Văn Kiên rời sân. Cánh trái thuộc về Văn Dũng trong những phút cuối cùng. Nỗ lực cuối cùng của Thanh Hóa. Quốc Phương không thể tạt bóng. Trận đấu đã gần kết thúc phút đá bù giờ thứ tư. Cú sút của Hữu Dũng. Và có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Thanh Bình đã vang lên. Câu lạc bộ Hà Nội có thắng lợi thứ hai liên tiếp ở mùa giải năm nay, nhưng họ đã khiến cho các cổ động viên phải chờ đợi hồi hộp cho những giây cuối cùng sau khi bất ngờ để cho Hoàng Đình Tùng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.